Anh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2022, ngày thứ hai đầu tuần, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và chúc quý vị một ngày thứ hai thật là vui vẻ và hạnh phúc trong công việc. Trong tập 226 hôm nay, như thường lệ, Thanh Việt xin được giới thiệu đến quý vị một chủ đề à, tương đối là khá mới mẻ à, Được gọi là chị Hai vướng tội này còn nặng hơn so với điều 331 Vậy thì tội nào mà chị Hai có thể vướng mà được gọi là còn nặng hơn tội 31 Đó là điểm chính trong chương trình ngày hôm nay Quý vị vẫn còn nhớ Trong lúc mà cách đây à, cũng đã gần hai tháng rồi cảm ơn quý vị sang thứ ngày thứ năm mươi mấy rồi à, chị hai đã đi du lịch và hầu như à, vào thời điểm đó tất cả mọi giấy tờ từ các văn bản chính thức cho đến những bài báo đều nêu danh chị hai dưới một cái chức danh khá là kêu to là tổng giám đốc công ty cổ phần DN đúng không quý vị ví dụ như trên trang thông tin của chính phủ họ đưa cái tin rằng cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam đối với bà chấm là tổng giám đốc công ty cổ phần tại Nam đúng không, quý vị đó rồi trên uh, tờ của viện kiểm soát trên trang website của viện kiểm sát nhưng quý vị đây là viện kiểm sát tối cao họ cũng viết như thế này bà à, hai nhà ta đó hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần dn khoảng thời một năm trở lại đây à, thường xuyên livestream tố cáo các nghệ sĩ nổi tiếng Ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bão lụt vâng 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 rồi à, các chức danh đó quý vị đều nói rất là rõ ràng đây là cái chức danh gọi là tổng giám đốc nha quý vị đó đó là trên trang của viện kiểm sát cũng đều là tổng giám đốc công ty cổ phần rồi trên trang tờ báo Nhân Dân cũng là một tờ báo chính nha quý vị đó. À, để coi có gọi cái chức danh đây 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 công an tỉnh Bình Dương đây là cái bài báo Nhân Dân nói về bên của Bình Dương. À, tức là à, mới mới đây nhất nha quý vị. quan tỉnh Bình Dương cho biết văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến chị Hai sinh năm 1971 thường trú và cư trú tại số à, cái gì cái gì đó Nguyễn Đức Kế là tổng giám đốc công ty cổ phần DN với tội danh chấm 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 thành việc khỏi cần phải đọc những cái tội danh đó nữa nha không, quý vị. Thì điều này cho chúng ta thấy cái gì Hầu như tất cả đều à, khi mà những cái văn bản à, khởi tố đều gọi chị Hai là tổng giám đốc của công ty cổ phần BN. Và à, trong một cái văn bản chính thức nữa nhưng quý vị nói nói chi cho xa trong cái văn bản chính thức à, quý vị vẫn còn nhớ vào tháng 2 vừa qua khi mà có cái quyết định tạm hoãn xuất cảnh. À, còn quý vị thì à, lúc đó được ký bởi à, thủ trưởng thường trực à, cơ quan cảnh sát điều tra và trong cái tờ đó đó quý vị đó thì họ quyết định à, nội dung quyết định nó như thế này tạm hoãn xuất cảnh đối với bà chấm 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 à, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971 tại An Giang quốc tịch Việt Nam dân tộc Kinh tôn giáo không có ôi chà thế là tôn giáo không có nhỉ rõ ràng là có quy y mà có pháp danh là hoàng mà thế lại tôn giáo không có lại lộn nữa rồi nghề nghiệp tổng giám đốc công ty cổ phần DN ôi chào ôi chào 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 ơi nhớ quý vị nhé đó tổng giám đốc ngay trong cái tờ chính thức cũng là tổng giám đốc như vậy chức vị của chị hai là gì chính thức chức vị của chị hai là gì quý vị nếu mà mình đi vào cái trang tổng thông tin quốc gia nhưng quý vị, đăng ký các doanh nghiệp đó, thì cho cái công ty cổ phần DN, nhưng quý vị, hay tiếng, tiếng Anh nó gọi gọi là Đại Nam John Stock Corporation. Thì, khi mà chúng ta đi đến tình trạng hoạt động, đang hoạt động, mã số doanh nghiệp, cái gì đó, 37, 4 số sau cùng là 7268, đó, loại hình pháp lý là công ty cổ phần, ngày tháng hoạt động là 27 tháng 3 năm 1996 người đại diện theo pháp luật là ôi chà anh hai nhà ta huỳnh đi dũng nhé địa chỉ trụ sở chính thức đại lộ bình dương khu phố 1, phường hiệp an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương việt nam nhé không có chị hai trong này không có chị hai trong này chức danh người đại diện là anh hai rồi nếu mà nếu đào sâu hơn một chút nữa đào sâu hơn một chút xíu nữa quý vị thì trong này người ta nói sẵn luôn hồi nãy là người đại diện uh, uh, người đại diện pháp luật nhé là tên của anh hai uh, nhưng mà chức danh là gì chức danh của anh hai là chủ tịch hội đồng quản trị kim tổng giám đốc đây là cái tờ mới nhất nhưng quý vị tờ mới nhất năm 2021 đã thì anh hai đại giữ chức danh là chủ tịch hội đồng quản trị kim tổng giám đốc sinh ngày 26 tháng 1 năm 1961 dân tộc kinh quốc tịch gì đó gì đó gì đó thì ở đây anh việc hầu như không thấy cái cái gọi là à, tên của chị hai trong này tên của chị hai trong này vậy thì chị hai ở đâu chị hai ở đâu và thanh việt xin phép cho quý vị thấy được nếu mà chúng ta đi tra cứu vào trong cái gọi là mã số thuế đó quý vị coi chị hai ở đâu nhé bây giờ thanh việt mở lên cái này cho quý vị thấy đi vào tra cứu mã số thuế với tên của chị hai À, tên của chị Hai Giám đốc công ty nhé Rồi, địa chỉ là tại thành phố Hồ Chí Minh Chứ uh, bên Bình Dương thì không có Thanh Việt sẽ chứng minh cho quý vị à, Tí nữa Bình Dương là không có gì hết à, Thì cái này Thanh Việt đã cho quý vị thấy rồi Cái công ty duy nhất Mà Đó chính là chị Hai đó quý vị Thì ngoài cái công ty mà chị Hai Đi cướp của người ta à, Công ty đi cướp của người ta là Công ty um, đây đó quý vị nhé Công ty Thương mại Dịch vụ Tân Gia Vinh hôm bữa thành việt có trao đổi với quý vị rồi. Đây là công ty mà chị hai đi được ủy nhiệm rồi được ủy nhiệm rồi đi lấy của người ta đó. Còn công ty mà chính thức là của chị hai đó, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Christina nha. Mã số thuế là 26097. người đại diện à, cái gì đó ở đường ở số nhà 19 Ngô Đức Kế à, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì à, uh, như vậy thì như thế nào? Thử bấm vào đây thử nha quý vị. Bây giờ mình thử bấm vào đây đi. Để thử nó đi đâu? chị, chị hai, nha, yeah. ngày hoạt động mới đi thôi quý vị ơi. Ngày 12 tháng 7 năm 1900, năm 2020. nhé yeah. Ngày 12 tháng 7 năm 2020. đang hoạt động, ngành nghề hoạt động là gì? Ngành nghề hoạt động à, để coi đây, ngành nghề chính đây thưa quý vị, Đó, người ta làm tô đậm lên nhé, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc quyền chủ sở hữu, chủ sử dụng và à, à, đi thuê, chi tiết mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất, mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở, cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở cho thuê điều hành quản lý nhà đất ở không để ở, kinh doanh bất động sản đại khái như vậy, đại khái là về kinh doanh bất động sản và cái công ty này là công ty một thành viên, nha quý vị mà chị Hai thường thường hay giỡn đó là công ty một, một mình xin lỗi quý vị, một mình tao đó đó là công ty của chị đây nè, chính thức luôn nha quý vị Thanh Việt cũng đã giới thiệu cho quý vị cái công ty này của chị rồi công ty một thành viên Christina cái tên mà Christina đó là cái tên thiệt nhé, còn mà viết trong cái hộ chiếu mà nó có sai là chích 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 gì đó thì cái đó thì mình chịu. Nhưng mà tên chính thức của chị là Christina. Nhưng quý vị, à, mã số kinh doanh có đầy đủ 6097. Thì đó là cái công ty duy nhất mà chị ta à, là người đại diện pháp lý. Nhưng quý vị, đó là công ty duy nhất mà chị ta là người đại diện pháp lý. Còn những cái công ty khác thì à, Thanh Việt sẽ giới thiệu cho quý vị ngay bây giờ. nhưng à, À, đại để đó quý vị là hầu như là không có à, trong cái hạng à, danh sách thuế đó đó là cái điểm thú vị rồi bây giờ thì mình trở lại ở bên này Thì thật sự ra đó quý vị theo bản công bố à, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần DN được công bố vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 anh Hai vẫn được đăng ký với chức danh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp này. Nha. Yeah. Vào à, ngày 9 tháng 2 năm 2021, tức là à, khoảng một tháng trước khi mà à, anh Hai à, tung hành trên mạng xã hội. đó quý vị, cùng với chị Hai đó, thành việc biết bị lộn đó là Huỳnh Uy chứ không phải là Huỳnh Huy. À, thì... À, à, anh hai đăng ký vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị và kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần dn còn chị hai đó được đăng ký trên khu à, trên cái website của khu du lịch là tổng giám đốc điều hành của khu du lịch dn quý vị nhớ đó tổng giám đốc điều hành của khu du lịch dn và quý vị nhớ là à, khu du lịch dn là một thành viên nhỏ xíu của công ty cổ phần DN. Chào quý vị. À, có điểm đặc biệt là mọi người thường hay nhận định rằng công ty cổ phần DN tức là khu du lịch DN hoàn toàn sai nha quý vị nhé. Khu du lịch DN chỉ là một cái thành phần rất là nhỏ trong cái công ty cổ phần DN. Công ty cổ phần DN còn có rất là nhiều những cái chi nhánh nhỏ nữa làm nhiều ngành nghề khác nhau. Đó. Thì chị hai nhà ta chỉ là tổng giám đốc điều hành cái khu du lịch thôi. Chứ không có à, làm về trong cái thành thành phần của à, công ty cổ phần DN. Nha quý vị. Và chị hai đảm nhận cái phần tổng giám đốc điều hành khu du lịch từ tháng 8 năm 2016. Nha quý vị. Tháng 8 năm 2016. Đó. Đây là một cái điểm mà có thể nếu chúng ta không để ý thì à, với cái sự à, chơi chữ như thế này đó quý vị cứ à, à, đại đại nam rồi đại đại gì đó thì mình cứ nghĩ à, đó là cùng một cùng một chức vụ nhưng mà quý vị có còn nhớ lại cái tên à, thanh lễ rồi thành lễ đó quý vị nó cũng đã bị lợi dụng cách khủng khiếp đúng không quý vị nó giống như là thanh vị cứ nghĩ giống như là cái, cái thanh lễ nó giống như là một cái um, cái cái tượng uh, uh, Phật uh, Di Lạc mà mỗi người đi đến đó để uh, cầu nguyện hoặc là tượng bà chúa xứ đó quý vị, mọi người đến cầu nguyện xong rồi là uh, lấy tay xoa lên uh, bụng của tượng Phật Di Lặc để cầu nguyện sự an vui thì xoa một hồi đó quý vị thì cái 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 chỗ cái bụng của tượng Phật Di Lặc là nó bị uh, bay hết tất cả màu rồi nó ở đó nó nguyên một cái cái màu uh, lộ ra uh, cái màu nguyên thủy của cái 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 nếu là cái tượng mà bằng đá. Nhưng quý vị thì ở ở đây cho chúng ta thấy cái điểm nó cũng tương tự như vậy. Cái tên thanh lễ nó đã bị lợi dụng một cách khủng khiếp từ uh, ông anh hai cho đến uh, em gái của anh hai, cho đến em út của anh hai, cho đến các con của anh hai đều lợi dụng cái tên thanh lễ để làm những cái công ty nhỏ. Thì tương tự như vậy, nó gây ra một cái sự uh, rất là uh, khó mà quản lý. Nhưng quý vị, nếu mà chúng ta thực sự đi à, kiểm tra bởi các sở thuế, bởi các ban ngành thì nó lòi ra ngay, à, tự vì nó có cái mã số hoạt động riêng của mỗi công ty. Nhưng mà nếu mà chỉ nói tên, đó quý vị, thì nó rất là dễ dễ lộ. À, tương tự như vậy, thì chị Hai chỉ là tổng giám đốc điều hành của khu du lịch à, 450 hecta gần 500 hecta đó, nhưng quý vị, còn cái tổng công ty à, cổ phần DN là anh hai nhà ta, nhưng quý vị vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa là kim tổng giám đốc, nó nó là như vậy. Đó. Vậy thì các công ty nào chị hai vẫn còn làm à, gọi là có cái tên ở trong đó. Trước khi mà nói về cái những cái tên, cái danh sách của các cái công ty này, thì uh, thanh việt xin uh, được ngừng lại khoảng một phút, ba chục giây thôi. Để thanh việt. Uh, uh, gọi là tâm sự của quý vị một số quý vị sẽ à, nghe đến chỗ đoạn này và sẽ hỏi rằng thì à, chị hai làm chủ công ty abc hay là à, làm phó giám đốc hay là làm à, phục vụ dịch tạp à, hay là chùi rửa cái gì vân 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 thì có mắc mới gì đến chúng ta ồ mắc mớ chứ quý vị rất là nặng đó quý vị đơn giản là nếu mà chị hai chỉ là thường dân À, hay là phó thường dân thì nó có vấn đề gì và chị hai là à, được cho là giám đốc là tổng giám đốc của một cái đại công ty cổ phần như thế này thì cái chuyện mà đi à, mượn tiền của ngân hàng ký những cái bản hợp đồng abc à, những cái bản hợp đồng vay vốn của những người à, mua bất động sản các cái hợp đồng vay vốn thế chấp bất động sản với ngân hàng thì đây là một cái vấn đề lớn nhưng quý vị, nó lại sang một cái tội khác nữa. Đó là cái chủ đề chính ngày hôm nay. Quý vị cứ chờ một chút nữa. Rồi sau khi Thanh Việt liệt kê những cái nhập nhằn trong những cái chức vụ mà mọi người nghĩ rằng đâu có quan trọng. Chị Hai thì giờ này đã đi du lịch rồi. Không hoàn toàn nha quý vị. Rất là quan trọng. Từ vì chị Hai đi với cái tội 331 nhưng mà cái những gì mà Thanh việc trình bày với quý vị thì không nhất thiết là ở cái tội 331 mà nó có một cái tội khác và cái số 5 cái tội khác đó quý vị đôi khi nó nặng hơn là cái tội 331 mặc dù chúng ta nói rất là nhiều về tội 331 các báo chí ở trong nước rồi ngay cả những cái tờ mà Thanh Việt cũng đã phản biện như là tờ uh, AFA cũng nói về cái chuyện đó thì uh, chúng ta hãy chờ xem nếu mà thực sự chị hai phạm cái tội mà Thanh Việt sắp nói đến thì cái cái, cái, uh, cái số ngày mà chị hai cái số năm mà chị hai đi du lịch đó quý vị đếm không hết nhưng quý vị nhé rồi đó là thành việt muốn nói trước như vậy cho quý vị hiểu là tại sao mình lại tốn thời gian nói về những cái chuyện như thế này chị hai thực sự đó quý vị có tên trong ba công ty nha yeah. đầu tiên là cái công ty mà thanh việt vừa giới thiệu hồi nãy là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên christina chức vụ một thành viên nếu một thành viên thì chắc chắn phải là chủ tịch rồi kim tổng giám đốc luôn rồi, chứ còn ai nữa đâu nhưng quý vị. Vốn đầu tư là 20 tỷ, à, hành nghề thì quý vị biết rồi về bất động sản. Cái công ty thứ hai mà chị Hai có tên à, như là cổ đông, đó là công ty Glove và DN. Anh Hai là chủ tịch và giám đốc, chị Hai trên giấy tờ vốn đầu tư là 36 tỷ trên 180 tỷ nha. Yeah đây là công ty sản xuất găng tay, à, công ty thứ hai, có một cái công ty khá thú vị nữa mà hiện nay vẫn còn cái giấy tờ nhưng à, cái người đó cũng à, đi đâu rồi thì không ai biết, đó là cũng công ty về găng tay, công ty găng tay à, hàng hữu, nhưng quý vị và người giám đốc đó là à, cô Tuyết Trinh, nhưng quý vị thì à, hiện nay không biết cô ở đâu, à, cô ở đâu, dù cô ở đâu khi đến có chuyện gì thì cũng có người đến gặp cô vui với cô cứ bình tĩnh nhưng quý vị cứ bình tĩnh rồi cái công ty thứ ba mà có tên của chị hai đó là công ty cổ phần xử lý nước thải hàng hữu thì chị hai vẫn có cái chức vụ là chỉ là cổ đông thôi nhưng quý vị chị hai góp vào 19 15 tỷ thì thật sự ra đó quý vị cái chuyện mà vốn đầu tư góp như thế này đó Thay việc vẫn không chắc chắn Đó là tiền chính thức của chị Hai Nhưng cái gì hoàn toàn không đó. Toàn bộ số tiền này Là số tiền anh Hai đi vay mượn Nhưng quý vị, 99 tỷ 180 tỷ đều là đi vay mượn Cái tiền 20 tỷ này Có thể là của chị Hai Từ cái công ty Christina Đó, tiền đó là của chị Hai Còn tất cả những cái vốn đầu tư Cổ đông, góp vốn, cái gì gì đó Nhưng quý vị, đều là của anh Hai à, Chỉ có sang tên một phần đưa cái tên của chị Hai vào mà thôi. Đó. Thì trong cái công ty mà xử lý nước thải đó. Thì anh Hai vẫn là chủ tịch và giám đốc. À, ngành nghề của cái này thì quý vị biết rồi. Phát nước xử lý nước thải. Đó. À, như là những cái công trình mà tính ra ngoài tới Đà Nẵng đó quý vị. Để đó ra công ty này đó quý vị nha. Rồi cái công ty này. Nó cũng có cái chi nhánh. Một cái công ty ở bên Mã Lai. Rồi nó bị đóng cửa đó. Thanh Việt có trao đổi quý vị rồi. Đó thì à, hồi nãy thanh việt có, có cho quý vị xem cái công ty Christina à, One Member rồi mình không nói về cái vấn đề này nữa nha quý vị à, công ty này quý vị thấy rồi rồi hợp đồng góp vốn hợp đồng góp vốn thanh việt có trao đổi với quý vị hồi nãy chị hai cái chức vụ là gì quý vị tổng giám đốc tổng giám đốc công ty Đúng không quý vị tổng giám đốc của công ty uh, khu du lịch những quý vị tổng giám đốc điều hành của khu du lịch vậy thì uh, chị hai chính thức là cái gì đây thì kính thưa quý vị quý vị vẫn còn nhớ những cái uh, mảnh đất mà được bán đó quý vị được bán đó nhất là trong khu uh, dân cư tại thủ dầu một đó quý vị thì chị hai có những cái bản hợp đồng góp vốn thì ở đây thì người ta gọi là hợp đồng nguyên tắc và cái người soạn thảo cái bản hợp đồng này không ai khác hơn là kiện toàn thua. Nên quý vị, ông kiện toàn thua. Và quý vị có biết cái chức danh của chị hai trong cái bản hợp đồng nguyên tắc này hay bản hợp đồng góp vốn này là cái gì không quý vị? Đây trên màn hình của quý vị. Bên E tức là công ty cổ phần DN. nhé Thì chị cái gì đó số điện thoại là bao nhiêu? Mã số kinh doanh 7268. Nhưng quý vị, à, đại diện à, bà gì gì đó NPH chức vụ tổng giám đốc chức vụ tổng giám đốc bên E là chủ đầu tư của dự án khu nhà ở DN tại phiền tại phường Phú Tân thành phố Thủ Dầu Một như vậy trong cái hợp đồng nguyên tắc này những quý vị các vị không cần biết là có dấu đóng gì hay không những quý vị cái này là cái dấu đóng của của cái công ty DN thôi chứ không có cái gì hết thì chị hai có chức danh là tổng giám đốc rồi à, hợp đồng đầy đủ nhé à, ngân hàng OCB cũng ngân hàng OCB luôn phương thức chuyển tiền chủ tài khoản công ty cổ phần DN à, tài khoản số bao nhiêu bao nhiêu đó đầy đủ nha. ngân hàng OCB rồi có nghĩa là đây là người ta muốn mua cái mảnh đất đó đó quý vị ở bên uh, uh, khu nhà ở DN đó ở ở bên thành phố thủ dầu một thì cho tiền vào trong cái tài khoản này ngân hàng OCB chi nhánh Bình Dương đó, rõ ràng trên màn hình nhé rồi đây có chữ ký của của chị hai luôn đó quý vị nhé bên A công ty cổ phần DN có chức danh luôn tổng giám đốc NPH à, cái chữ ký như là cái hàng rào đó quý vị quý vị thấy trên màn hình không như hàng rào đó đó cái đó là chữ ký và có cái mọc đóng luôn là tổng giám đốc Tổng giám đốc, tại sao lại có tổng giám đốc quý vị? Tại sao lại là tổng giám đốc? Vậy thì, à, hồi nãy Thanh Việt có trao đổi cho quý vị thấy trên màn hình công ty cổ phần DN mà tổng giám đốc là anh hai nhà người ta. Vậy thì, à, vậy thì nó là cái gì đây quý vị? Bây giờ mình mở đến anh hai đi nha quý vị. Mình tìm đến cái công ty cổ phần DN, nhưng quý vị nhé, tìm đến công ty cổ phần DN à, văn phòng đại diện công ty cổ phần DN không có văn phòng đại diện 2 văn phòng đại diện 1 một cái quận 3 một cái quận nhất à, lấy uh, lấy nhà ở làm văn phòng luôn đó quý vị, ok, rồi đây à, công ty cổ phần DN rõ ràng nhé, công ty cổ phần DN 7268 như quý vị nhớ nhé 7268 để thân Việt trở lại cái cái hồi nãy có phải 7268 đúng không đây quý vị nhé trên màn hình số của quý vị mã số thuế là 7268 ngay trên cái bản hợp đồng nguyên tắc Vậy à, thì mình coi lại coi lại nha quý vị nhé coi lại rồi thì bấm vào đây công ty cổ phần DN7268 bấm vào người đại diện pháp lý là anh hai nhà người ta. Đây, 7268, người đại diện anh hai. Người đại diện anh hai. Câu chuyện này rắc rối nha quý vị nha. Anh thiệt là anh hai. À, anh hai còn, còn làm chủ một số công ty đây à, tư vấn xây dựng Đại nam à, thành một thành viên tân khai hoàng gia tân định à, công ty cổ phần DN, à, à, nợp hộ nhà thầu nước ngoài u uh. này thú vị quý vị nợp hộ nhà thầu nước ngoài một ngày nào đó thân việc sẽ trở lại nói cho quý vị nghe nộp hộ nhà thầu nước ngoài với công ty cổ phần DN là gì nha. Rồi, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Đại Nam Thần Tiên, công ty cổ phần Glove Hằng Hữu. Rồi, mình cho qua cái đó. Rồi, à, có một cái thông tin khá thú vị vừa rồi quý vị nhìn đó. Nộp hộ nhà thầu nước ngoài. Giờ mình mỗi bữa nào mình sẽ trở lại vấn đề đó. Rồi, bây giờ mình à, nói về hợp đồng góp vốn. Như vậy là chị hai à, trên giấy tờ là anh anh hai nhà ta là tổng giám đốc rồi chị hai trên website của khu du lịch là tổng giám đốc điều hành khu du lịch thôi trong cái giấy tờ đi ký với khách hàng thì lại là tổng giám đốc của công ty cổ phần DN đây thì khá thú vị thì đây à, năm 2020 ngày 28 tháng4 những quý vị trong cái tờ giấy của công ty cổ phần DN. số uh, thông cái thông báo hội đồng quản trị, nhân quý vị. Thì họ có thông báo cử người có thông tin dưới đây. À, là chị Hai đó quý vị nhé à, số chứng minh nhân dân là cái gì cái gì đó, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1971. Cứ ngụ tại uh, 17 19 Ngô Đức Kế. Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kim tổng giám đốc. Kim tổng giám đốc Nhưng quý vị vậy là à, hội đồng chị hai là chủ phó chủ tịch hội đồng quản trị Kim tổng giám đốc nhưng đến năm 2021 thì chị hai không còn là tổng giám đốc nữa mà tên trên giấy tờ là anh hai quý vị nên nhớ rõ cái tờ công ty cổ phần DN này nó chỉ lưu hành nội bộ thưa quý vị, lưu hành nội bộ. Còn cái giấy tờ chính thức cho quý vị, giấy tờ chính thức nộp cho bên uh, của um, bên uh, đăng đăng ký kinh doanh đó quý vị. Muốn thay đổi thì phải nộp cho cái chỗ đó. Thì uh, chính thức tin cập nhật mới nhất năm 2021 vẫn là tên của anh hai nhà người ta. Như vậy chị Hai chỉ là có một cái tờ giấy nội bộ được ký bởi anh hai và tờ giấy này nói chị hai là phó chủ tịch hội đồng quản trị kim tổng giám đốc của cái công ty cổ phần đó như vậy còn một nơi nào công nhận nữa thưa quý vị đây đây là tên cũng khá quan trọng nha quý vị khá quan trọng đây là cái giấy tờ về thuế những cái vị giấy tờ về thuế của cái công ty cổ phần DN số là 7268 nha quý vị 7268 đó, công ty đó đó quý vị nhé 7268 y hệt như công ty nãy giờ mình nói và à, người chủ sở hữu người đại diện pháp luật là anh hai nhà người ta nha quý vị nhé còn tên giám đốc là Nguyễn PH chị Hai như vậy trong các giấy tờ chính thức của cái công ty này thì tên giám đốc là chị Hai. Như quý vị lần đầu tiên đây công nhận tên giám đốc là chị Hai, kế toán trưởng là Phan Hồng Điểm, Phan Hồng Điểm là kế toán trưởng, còn chị Hai là giám đốc. À, dựa trên cái uh, tờ bổ nhiệm à, nội bộ vào ngày 28 tháng 4 năm 2020. Như vậy là chị hai có tờ giấy bổ nhiệm. Nhưng quý vị, nhưng mà đại diện pháp lý duy nhất là ông anh hai. Và cũng như là tên trên cái tờ giấy kinh doanh đăng ký kinh doanh cũng vẫn là anh hai nhà người ta. Nhưng quý vị, như vậy được hay không được đây? một công ty có vài giám đốc có được hay không kính thưa quý vị được chứ quý vị một công ty có thể có hai ba giám đốc nhưng quý vị không có vấn đề gì tuy nhiên cái nào là người đại diện quan trọng nhất người nào có nhiệm vụ ký à, những cái bản hợp đồng mượn tiền của ngân hàng và sau khi mượn tiền rồi ai sẽ là người chịu trách nhiệm thì lúc đó người ta phải gọi là người đại diện pháp lý đó quý vị người chủ sở hữu, tức là anh hai. Còn chị hai chỉ là người được thuê về. nó chính xác là người được thuê về. Nhưng quý vị, chị hai không có cổ phần ở trong này. Một cái thông tin nói tới chị hai có cổ phần hay không, thì tí nữa thanh việc cho quý vị thấy. Những cái sự nhập nhèm, khó hiểu trong cái công ty này. Nhưng quý vị, và đôi khi những cái sự nhập nhèm này là vô tình hay cố tình là một sự nhầm lẫn của người bên ngoài hay là sự cố tình và nếu mà cố tình thì được cái gì thưa quý vị cố nếu mà cố tình đó quý vị mà không phải là sự hiểu lầm của người bên ngoài đó nếu mà cố tình đó thì nó liên quan đến cái vấn đề là ký những cái bản hợp đồng và mượn tiền của ngân hàng Như quý vị theo điều 162 của luật doanh nghiệp cho phép hội đồng quản trị có thẩm quyền bổ nhiệm một thành viên hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc là tổng giám đốc. Chị hai là làm tổng giám đốc. Anh hai cũng làm tổng giám đốc. À, chức vụ của chị hai tổng giám đốc là trong tờ uh, phân bổ nội bộ và trong cái tờ giấy thuế. Còn trên cái tờ giấy đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2021 thì anh hai là tổng giám đốc. Mà thường thường tổng giám đốc quý vị, Thanh việc nghĩ là chỉ có một tổng giám đốc. Nhưng mà nó có nhiều giám đốc. Nhưng mà tổng giám đốc thì chỉ có một. Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Như vậy, luật không quy định về số lượng một hay nhiều người đảm danh chức danh Tổng giám đốc hoặc giám đốc nhưng mà thực sự đó quý vị à, mặc dù luật không cho phép à, cho phép không có giới hạn về số người nhưng quý vị nhưng anh Việt nghĩ giám đốc thì nó có nhiều à, nhưng mà tổng giám đốc thì nó chỉ có một như vậy không lẽ công ty cổ phần DN nó có đến hai tổng giám đốc giấy thuế thì chị Hai làm tổng giám đốc còn giấy đăng ký kinh doanh thì anh Hai làm tổng giám đốc rối trí không quý vị, rối thiệt. Vậy thì chị hai, à, người giữ chức danh này do hội đồng quản trị công ty quyết định thì đúng rồi. Trong cái uh, hội đồng quản trị tới tờ giấy bổ nhiệm nội bộ, lúc này việc thuê giám đốc, tổng giám đốc và về các quyền, nghĩa vụ liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật lao động. Như vậy, như vậy là gì quý vị? Như vậy trước khi chúng ta có những câu hỏi về cái sự uh, gọi là rối nẻo của cái công ty này nên việc cho quý vị thấy một cái tài liệu nữa quý vị cái tài liệu nữa đây thưa quý vị trong tờ doanh nghiệp nhả, năm uh, tháng 6, à, ngày 6 tháng 5 năm 2020. Có lẽ là người ta thấy cái tờ giấy mà bổ nhiệm nội bộ đó quý vị. Thì trong cái bài báo chất lượng và cuộc sống, người ta có viết một bài báo. Đó, thì mà trong đó có đề như thế này. Mới đây, à, ông anh hai đã vui mừng thông báo chính thức lui về phía sau nhường quyền điều hành công ty cổ phần DN cho vợ là nữ doanh nhân À, với, giam, với vai trò tổng giám đốc Ông cũng trao cho vợ 41 cổ phần Để bà trở thành cổ đông lớn Chi phối và điều hành doanh nghiệp của gia đình hmm. Chia sẻ với phóng viên à, Ông khẳng định đây là một quyết định quan trọng Và ông tin tưởng vợ mình sẽ làm cho Đại Nam phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai nếu anh em đã từng biết có một bà chủ tại nam là vợ của ông chủ thì từ bây giờ dn à, chính thức có một bà chủ thực sự giữ vị trí tổng giám đốc người vẫn người cũ quen thuộc nhưng vai trò mới nhân quý vị vẫn người đó vậy vậy là gì quý vị vậy ở đây chức vị rõ ràng như quý vị rõ ràng là anh hai đã nói với báo chí chị hai là chức tổng giám đốc tuy nhiên có cái điều khá thú vị nha quý vị cái điều khá thú vị là cái chức danh này anh hai nói như vậy nha quý vị nhưng anh hai hoàn toàn không đăng ký anh hai hoàn toàn không đăng ký trong cái tờ giấy kinh doanh theo luật thì lúc mà bổ nhiệm tổng giám đốc của công ty thì phải có đăng ký kinh doanh phải viết rõ ràng cho quý vị thì ở đây có điểm đặc biệt là họ chỉ có thay đổi trong cái với cái sở thuế bên cục thuế tỉnh bình dương còn tất cả những cái tờ giấy khác thì anh hai vẫn giữ chức tổng giám đốc anh hai vẫn giữ chức tổng giám đốc chị hai chỉ là người tổng giám đốc điều hành của khu du lịch. Vậy thì những chữ ký của chị Hai có giá trị hay không? Và anh Hai tuyên bố trên báo chí là tạm thời bước về phía sau để giao cái công ty này lại cho chị Hai. Vậy thật sự có đúng hay không? Kính thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay thì quý vị cũng đã hiểu anh Hai hoàn toàn không bước về phía sau. Anh Hai bảo rằng anh Hai bước về phía sau là quý vị vẫn còn nhớ đến cái câu chuyện à, cái câu chuyện mà anh hai bước về phía sau và nghỉ đó thì thật sự bước về phía sau để làm cái nhà máy găng tay. Nhưng quý vị chỉ có vài tháng sau. À nếu quý vị nhớ là cái năm tháng mà anh hai có cuộc phỏng vấn này đó quý vị và nói với báo chí à, nó rơi vào à, nó rơi vào à, tháng à, tháng 6 đó quý vị. À tháng 5 thưa quý vị, 6 tháng 5, tức là ngày lễ Phật à, đản đó quý vị. Cách đây đúng 2 năm như quý vị nhé, ngày lễ Phật đản thì anh hai tuyên bố rằng từ đây về sau anh hai nhường thì vấn đề kinh doanh lại cho chị hai anh hai về đằng sau hậu trường để viết sách viết kinh nhưng thật sự anh hai nói xạo anh hai về để làm nhà máy găng tay nhưng quý vị anh hai làm nhà máy găng tay như vậy những cái lời mà anh hai nói như thế này đó quý vị thì có đáng tin không quý vị anh hai nói rằng 41% cổ phần này Rơi vào tay của vợ. Thì Thanh uh, Việt. Được cho biết rằng. 41% cổ phần. Trao về tay. Của chị hai. À, nó có trong một cái văn bản. Nội bộ. Và ở bên dưới. Những cái văn bản này. Có đề rõ những cái điều kiện. À, là không được chuyển đổi. À, không được. À, chuyển đổi bán đi. Nhưng quý vị. Đó chỉ là một cái. Um, gọi là cái um, chuyển đổi như vậy, cái cổ phần như vậy để trở thành cổ đông lớn chi phối và điều hành doanh nghiệp cho gia đình. quý vị nên nhớ rõ rằng anh hai là chiếm 99%, sau đó anh hai bớt sang 41%, thì cái chức danh đó quý vị anh hai vẫn là cái tiếng nói mạnh, nha quý vị. lúc trước chị hai với cái ông ông phước đó quý vị là chưa tới 1%. Anh hai là chiếm 99, phải bao nhiêu phần trăm đó quý vị. Thì bây giờ anh hai bớt ra 41%. À, 99 trừ 41 là còn 58%. Anh hai vẫn giữ một cái số cổ phiếu rất là lớn. Mặc dù nói là công ty cổ phần, nhưng cổ phần chỉ có một thành viên. Chính thức là ba thành viên. Nhưng anh hai đã chiếm 99, mấy phần trăm đó. đó. Nên là cổ phần này là cổ phần gia đình. Rồi sau đó anh hai chuyển đổi 41%. Để anh hai cho rằng chuyển như vậy để cho chị hai trở thành cổ đông lớn. Để chi phối và điều hành doanh nghiệp của gia đình. Nhưng anh hai vẫn có cái chức vụ rất là cao vì anh hai làm chủ 59%. Như vậy, 41% này chỉ là ảo. Nhưng quý vị chỉ là ảo. Và mục đích của họ đưa là gì? Mục đích của họ đưa cái chị hai lên để làm gì? Thưa quý vị, nếu quý vị nhớ, nếu quý vị nhớ, cái số tiền mượn nhà của ngân hàng bắt đầu từ bao nhiêu quý vị? Bắt đầu vào tháng 9, tháng 10 năm 2020. Và cái số tiền mượn nhiều nhất đi thế chấp sổ đỏ đó là năm 2021 và theo những gì mà thanh việt dự đoán thì trong tất cả những cuốn sổ đỏ đó, những quý vị đi thế chấp đó thì chữ ký sẽ là của chị hai như vậy điều khá thú vị ở đây là gì quý vị cái điều khá thú vị ở đây là chị hai ký những cái tờ giấy bao gờ giấy góp vốn của nhà đầu tư vào các khu dân cư hồi nãy thanh Việt cho quý vị thấy một cái ví dụ về việc đầu tư của những nhà mua bất động sản nhỏ, nhưng quý vị các cái khu đất tại à, khu uh, Thủ dầu một thì bây giờ nếu mà chị hai không phải là tổng giám đốc thì những cái tờ giấy đó còn hiệu lực không quý vị không nó có cái sự nhập nhằng ở đây rất là khó chịu nha quý vị rồi giấy mượn nợ thông qua thế chấp bất động sản sổ đỏ và thanh việt đã có cho quý vị thấy năm 2021 là cái năm mà đi thế chấp và mượn tiền nhiều nhất đó quý vị đó. chữ ký có khả năng rất là cao là chị hai là người ký chứ không phải anh hai ký vậy thì những cái này có tính hợp lệ không quý vị những cái này có tính hợp lệ hay không cái nuôi vị là trên cái uh, tổng thông tin về doanh nghiệp, nha quý vị, thì tên của chị hai không có, tên của cái doanh nghiệp đó không có tên chị hai, mà là tên của anh hai, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị và cũng như là vừa là tổng giám đốc. Chị hai có tên trong uh, cái bổ nhiệm nội bộ, chị hai có tên trong giấy thuế là giám đốc. Như vậy những cái tờ giấy mà chị hai thế mượn nợ, Những quý vị, có sổ đỏ, thì có tính hợp lệ hay không? Có hợp lệ hay không? Và nếu không, thì chị hai phạm tội gì? Cái điểm thú vị ở đây là khi mà công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như bên công an Bình Dương mà hiện nay công an Bình Dương đã chuyển cái việc điều tra đó cho công an thành phố rồi, công an thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì cái uh, lý lịch Tương pháp của chị hai sẽ được rất là rõ nhưng quý vị từ tên thiệt cho đến cái việc đổi tên lý do tại sao đổi tên ai đổi tên cho chị hai nhưng quý vị rồi đổi ngày tháng năm sinh cho chị hai nữa rồi chưa hết yeah. chức danh của chị hai chính thức trên giấy tờ là gì tại sao ở một số nơi yeah, sở thuế thì là tên của chị hai giám đốc đăng ký kinh doanh tờ giấy quan trọng nhất thì là tên của anh hai tại ai là người tổng giám đốc và chị hai có đủ quyền để thế chấp cái cuốn sổ đỏ này hay không cái câu chết người duy nhất tới quý vị là nếu mà chị hai không đủ quyền để ký những cái hợp đồng mượn tiền đó quý vị ngân hàng mới ở cái thế kẹt à, mà nhiều nhất là hai ngân hàng ngân hàng thương mại ở tỉnh bình dương và ngân hàng ocb chết người ở chỗ đó nhận quý vị như vậy chị hai nếu không đủ tính pháp lý để ký những cái bản hợp đồng vay mượn nợ hoặc là những cái bản hợp đồng mà người ta góp vốn vào để mua đất đó quý vị nó chính xác là bản hợp đồng à, mua bán đó nhưng mà vì cái đất đó nó mang một cái tính chất là của nhà nước cho thuê một thời hạn nào đó nên nó gọi là à, tình trạng là giấy góp vốn nha quý vị, à, vốn điều lệ thì nếu mà chị Hai giả đó quý vị thì theo điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 cái tội này được gọi là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và giả mạo văn bản con dấu. Điều 175 đó quý vị thì là phạm tội chiếm đoạt tài sản nhưng nó không có giả mạo văn bản con dấu. Còn điều 174 mà Thanh Việt đang trình bày với quý vị là nó có giả mạo con dấu rồi chiếm đoạt tài sản. Nhưng quý vị vậy thì chị Hai có giả mạo con dấu hay không? Trong cái tờ giấy bộ nhiệm nội bộ thì thật sự ra cái người mà trả lời duy nhất và có thể được đó là anh Hai. Nhưng quý vị, anh Hai là người phải biết rõ câu chuyện. Vì anh hai là chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng quý vị. Và trên giấy tờ đăng ký. Của công ty. Anh hai là tổng giám đốc. Và anh hai cũng là người chịu. Đại diện. về Pháp lý về pháp luật. Còn nếu mà chị hai thật sự là dạ. Và anh hai cho rằng. Anh hai không biết. Chị hai làm cái chức vụ này. Vì anh hai chỉ có giao cho chị hai cái chức. Là tổng giám đốc điều hành khu du lịch mà thôi chứ không phải là cái uh, tổng uh, tổng công ty uh, DN thì chị Hai phạm tội một trong những trường hợp sau đây Đó. trường hợp này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù trung thân quý vị nên nhớ rõ nha 12 đến 20 năm hoặc là trung thân nhiều hơn rất là nhiều so với điều 331. 331 cực khung là 7 năm. Điều 174, nếu phạm một trong những cái tội sau đây, thì từ 12 đến 20 năm, hoặc là trung thân. Vậy là hơn nhiều nhận quý vị, hơn nhiều. Đây, chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu, tức là nửa tỷ. Nửa tỷ đồng chiếm đoạt cái này làm cho Thanh Việt nhớ tới cái công ty mà chị hai chiếm đoạt nửa tỷ. Nửa tỷ của cái người có tên thiệt là NPH. Mà đã có đơn kiện chị hai rồi đó quý vị. Hôm bữa Thanh Việt có nói công ty Tân Gia Vinh. Thì vẫn còn nhớ công ty đó chứ hả? Bình quận 6, công ty Tân Gia Vinh. Mà chiếm đoạt trên nửa tỷ nửa tỷ đồng trở lên, 12 tới 20 năm hoặc là trung thân. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, đó là 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 cái điều kiện thứ hai. Thì một điều kiện đầu tiên cũng đã bị rồi. Nhớ quý vị, nửa nửa tỷ, 500 triệu. Trong khi cái điều 331 quý vị, lợi dụng quyền tự do dân chủ nghe thì nó rất là dữ dội, nhưng kịch cực khung chỉ có 7 năm. Trong khi 174 là 12 đến 20 năm hoặc là trung thân. Như vậy cái câu hỏi ở đây mà bên cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm soát có thể là đang điều tra đi sâu vào vấn đề là chị Hai chính thức giữ vai trò gì? Có phải trong một giai đoạn chị Hai làm tổng giám đốc và bây giờ chị Hai không làm tổng giám đốc của công ty cổ phần DN nữa mà anh Hai đã lên thay thế hay không? Chắc chắn anh hai đã từng là tổng giám đốc của công ty cổ phần DN, chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi năm 2020, anh hai tuyên bố với báo chí và có một cái tờ nội bộ là bổ sung chị hai làm tổng giám đốc. Tuy nhiên quý vị nên nhớ rõ một điều, cái đó là giấy tờ nội bộ. Tuyên bố với báo chí cũng không bao giờ là chính thức, nha quý vị. Chính thức bao giờ anh hai có kê khai với bên của nhà nước bên à, à, bên bộ, quý vị kê khai của đăng ký công ty, đăng ký doanh nghiệp thì cái đó mới là chính thức. Còn tất cả những điều công bố trên báo chí à, không phải là tiếng nói chính thức, những quý vị và tờ giấy nội bộ đó cũng chưa phải là chính thức cho đến bao giờ người ta đăng ký thay đổi tự thay đổi ở trong Bên uh, uh, cái đăng ký kinh doanh Thì lúc đó mới công nhận Thì câu hỏi đây Có bao giờ anh Hai Chơi điệu nhảy làm ba đà Nhảy tới nhảy lui nhảy qua nhảy lại Lúc thì uh, Cho tên chị Hai vào là tổng giám đốc Rút thì rút tên chị Hai ra Không còn là tổng giám đốc nữa Như vậy chị Hai Được bổ nhiệm vào Tháng 5 năm 2020 Làm tổng giám đốc theo cái giấy tờ nội bộ cũng như là theo thông báo của anh hai báo chí. Rồi đến đầu năm 2021, tức là chỉ có khoảng à, khoảng 8 tháng sau, tám chín tháng sau thì anh hai rút tên của chị hai ra. Hay sao? Và bỏ tên hai chữ ngược lại. Điều này khá thú vị, ta không quý vị? Thì anh hai sẽ là người trả lời với cơ quan điều tra chị hai có phải thực sự là người giả mạo chữ ký giả mạo văn bản con dấu để đi mượn tiền không những của ngân hàng nhà nước mà của các người cá nhân để đầu tư vào các khu dân cư hay không đây là một cái câu à, hỏi cần được sự trả lời và chắc chắn bên công an Cơ quan điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giải quyết những sự việc như thế này. Thành Việt xin tạm dừng chương trình ở đây. À, trước khi kết thúc chương trình, Thành Việt à, xin được trả lời trong cái phần tám tí tẹo ngày hôm qua. Thành Việt có hỏi, câu hỏi là công ty cổ phần DN, à, hay còn gọi là công ty, à, xin lỗi quý vị khu du lịch DN lúc trước nó còn tên là gì? Khu du lịch. Đó còn gọi là Đại Nam Văn Hiến, rồi một số nơi gọi tắt là Đại Nam. Nhưng mà cái tên chính thức lúc trước đầu tiên khi mà anh hai nhận 450 hecta gần 500 hecta đất đó như vậy đó quý vị. Anh hai kê khai cho giấy tờ, đó là khu du lịch gì quý vị biết hay không? Thưa quý vị, tên của khu du lịch đó mà rất ít người nhắc đến, tên là Huỳnh Long. Huỳnh là tên họ của anh hai nhưng quý vị long 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 là tên của người con trai lớn của anh hai và không biết huỳnh long nó tượng trưng cho một ý nghĩ gì thì uh, có lẽ trong một uh, chương trình nào đó chúng ta hãy cùng bình luận và nếu quý vị có những cái lời bình thì quý vị cứ uh, tự nhiên gửi đến cho thành việt thành việt xin uh, kính chúc quý vị một ngày thứ hai thật là vui vẻ và hạnh phúc xin hẹn gặp lại vào chương trình sau i love you all.